Xin kính chào các bạn trên kênh YouTube của KT Audio. Đây là chiếc âm ly mà tôi vừa mới lắp xong ngày 20 tháng 9 năm 2022. Đây là chiếc âm ly mà nó có thể chạy được 5 loại đèn khác nhau. Để tôi quay gần cho các bạn nhìn thấy. Đây, các bạn nhìn thấy có đến 8 cái đèn lớn. Đấy, có ba đèn trước là ba đèn nhỏ. Đây các bạn thấy đèn trước là ba đèn nhỏ này, 1 2 3, đây là ba đèn tiền khuếch đại này. Thế còn đằng sau các bạn nhìn thấy nó có 8 cái đèn to, thì tất nhiên đây là 8 cái đèn tôi bày cho vui mắt thôi. Còn hiện nay đang đang vận hành ấy là cái đèn lùn béo này. Cái đèn béo lùn này này. Đây, đây là 1 này, 2 này, 3 này và 4 cái đèn mà có cái tem tem đỏ đấy, tem GG màu đỏ đấy. Đấy, là 4 cái đèn còn đang đang vận hành ở trong máy. Thế còn có đấy chính là đèn 6L6GC. Đấy, đèn 6L6GC đấy của GG của Tiệp. Thế còn có 4 cái đèn tôi để vào cho nó vui thôi, vui mắt thôi, đấy là cái 4 đèn L34 là cái đèn mà có cái đế tem màu vàng đây này. Đấy. Tổng cộng là có 8 đèn nhưng thực chất là chỉ chạy 4 đèn thôi. Đấy. Có nghĩa là cái âm ly này các bạn có thể thay được nhiều loại đèn. Đấy, chẳng hạn như là muốn nghe cái đèn L34 thì mình nhổ cái đèn 6L6 này ra rồi cắm cái đèn L34 này vào là xong. Đấy, và tất nhiên có một cái bước nữa là điều chỉnh bias, thì nó có một cái nút bias phía sau đây, các bạn nhìn thấy cái nút không? Đấy. Cái nút phía sau đây này, đấy, cái nút này khi các bạn chỉnh là nó phù hợp với cái loại đèn đang sử dụng. Và khi chỉnh nút đó thì tôi có bố trí hai cái đồng hồ đây. Các bạn chỉ việc nhìn cái kim của đồng hồ thôi, nó đúng vào một cái vị trí mà tôi đã quy định rồi. Thế là các bạn chạy được. Đấy, KT Audio làm tất cả mọi cái đều rất tiện nghi cho khách hàng, sử dụng thuận lợi. Khách hàng có thể trải nghiệm được nhiều loại đèn khác nhau và có nhiều cái cảm xúc khác nhau tùy theo loại nhạc mà các bạn thích. Ví dụ các bạn thích cái giọng ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng thì các bạn có thể dùng đèn 6L6GC như cái đèn tôi đang cắm đây này. Đấy, như cái đèn đang cắm ở máy này. Thế còn nếu các bạn thích thích cái tiếng nó mạnh mẽ hơn, nó trung âm nó trong trẻo hơn, nó nổi bật hơn, ví dụ như các bạn nghe nhạc jazz chẳng hạn, thì các bạn chơi L34. Thế còn các bạn cần cái công suất nó lớn hơn nữa để các bạn nghe những loại nhạc mạnh hơn nữa, pop rock chẳng hạn, các bạn có thể chơi KT88, 6550 vân vân. Tóm lại là cái âm ly này nó chạy được rất nhiều loại đèn. Đấy. Thì đây là cái âm ly mà chúng tôi vừa mới triển khai xong và bây giờ là đang trong cái quá trình chạy già và thử nghiệm với các cái phương tiện và các cái công cụ hiện đại. Các bạn có thể nhìn thấy chúng tôi có rất nhiều phương tiện và công cụ hiện đại bày xung quanh cái âm ly này là để thử nghiệm, để đảm bảo một cái thông số kỹ thuật tốt và cái sự ổn định cao để khi đến tay các bạn thì các bạn có thể yên tâm sử dụng. Ngoài ra thì chúng tôi còn có chế độ bảo hành 2 năm cho âm ly và 90 ngày cho tất cả các loại đèn trên âm ly. Đấy, cho nên các bạn yên tâm hoàn toàn khi sử dụng sản phẩm của KT Audio. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chiếc âm ly này với một bài hát tình cảm nhẹ nhàng của Việt Nam. Đấy. Xin mời các bạn cùng nghe. Loa monitor của tôi là đôi Diatone màu đen, các bạn nhìn thấy đằng sau ấy. Đấy là đôi loa monitor ở bàn làm việc của tôi đấy. Đêm qua trưa mà trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Chiều vào thu tiễn em sao lạnh giá, lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa. Đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói, chỉ nghe tim nức nở trở về thôi. Ngày buồn
mộng vàng đậu bên sông xanh, mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chinh cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn dã, lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chinh cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn dã, lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày vui vẻ.